Xin chào các bạn ha. Thì cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần liên quan tới bảo mật cái tài khoản Gmail. Thì cụ thể á, khi mà chúng ta sử dụng Gmail cho các cái dịch vụ, ví dụ như RaiRai hay là những cái dịch vụ mà người ta muốn truy xuất vào trong cái tài khoản của mình á, thì lúc này á, cái thông tin của chúng ta có khả năng á, nó sẽ bị rò rỉ ha. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được những cái dịch vụ của bên thứ ba có thể truy xuất vào cái tài khoản Gmail của mình? Thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ giúp cho các bạn có thể quản lý được, cũng như các bạn có thể xóa bỏ những cái dịch vụ mà chúng ta không muốn họ có khả năng truy cập vào cái tài khoản Gmail của mình. Thì trước tiên chúng ta sẽ truy cập vào cái gmail.com, sau đó các bạn đăng nhập ha. Sau đó thì chúng ta sẽ kích vào cái biểu tượng kênh. Các bạn sẽ chọn cái phần là quản lý tài khoản Google, cái phần này ha. Thì lúc này chúng ta sẽ chuyển sang cái trang quản lý tài khoản của mình. Các bạn nhìn bên tay trái, nó sẽ có cái phần là bảo mật. Nếu bạn nào đang dùng tiếng Anh á, thì ngay chỗ này nó sẽ là Security ha. Chúng ta kích vào. Sau đó thì các bạn kéo cái thanh trượt xuống. Ở phía dưới đây á, nó sẽ có một cái phần là các ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập vào tài khoản của mình. Thì giả sử như cái tài khoản Gmail này của mình á, mình đang dùng hai cái dịch vụ. Thứ nhất là cái RaiRai này. Thì cái dịch vụ này á, nó giống như cái Google Rai ha. Tuy nhiên nó hay hơn một xíu là nó sẽ không có tốn cái dung lượng ổ cứng thật, mà chúng ta có thể map luôn cả cái Google Rai xuống máy tính của mình. Thì ở đây khi mà mình dùng á, thì mình sẽ cho phép nó truy cập. Hoặc là cái dịch vụ thứ hai là dịch vụ email marketing. Mình cũng cho nó truy xuất vào cái tài khoản Gmail này của mình. Thế nhưng vì một lý do nào đó thì các bạn không muốn những dịch vụ này á, nó được quyền truy cập vào cái tài khoản của chúng ta. Thì lúc này chúng ta muốn xóa nó đi. Thì các bạn nhìn ở phía cuối cho mình, nó sẽ có cái mục là quản lý quyền truy cập của bên thứ ba nè. Các bạn sẽ kích vào cái link này. Giả sử như bây giờ mình không muốn sử dụng cái phần email marketing, mình muốn xóa nó đi, thì mình sẽ kích vào cái này. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái nút là xóa quyền truy cập ha, các bạn kích vô luôn. Nó hỏi là các bạn có chắc chắn cái chuyện này hay không, thì chúng ta sẽ nhấn OK. Thì lúc này cái dịch vụ đó đã được xóa khỏi cái phần được cho phép truy cập vào cái tài khoản của mình. Tương tự như vậy, nếu cái phần RaiRai này mà chúng ta không dùng thì các bạn cũng chọn, sau đó các bạn bấm vào cái nút là xóa quyền truy cập. Thì lúc này cái dịch vụ này á, nó sẽ không được phép truy xuất vào cái tài khoản của mình nữa ha. Thì như vậy thì chúng ta sẽ quản lý được cái tài khoản của chúng ta tốt hơn, tránh cái việc rò rỉ thông tin khi mà chúng ta có thể là vô tình chúng ta cho phép đó chẳng hạn. Thì chúng ta có thể quản lý được cái chuyện này. Nhất là những cái bạn mà kiếm tiền trên YouTube thì đây cũng là một cách để giúp cho cái tài khoản của bạn á, nó an toàn hơn. Thì cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới ha. Chào các bạn.